nguyên gốc ruột canh về đốt não về phát sóng trực tiếp quốc vận với vô nữ chủ với sản văn quy tắc quái đạm thông quan sau quỷ dị thế giới lại đến bắt đầu rút thăm được sss cấp thiên phú ao à lam miêu bướng bỉnh ba nghìn vấn dùng đề hải chiến thuật đem long quốc tỷ lệ thắng đẩy tới đỉnh phong đẩy vào cục diện bế tắc hết số lần đặt câu hỏi cái kia cái gì trí nan cái gì gia đình ai dùng quốc vận điểm mua hỏi tiếp đi đi khỏi tài khoản của tôi cái gì? Điểm số là một mật khẩu ba chữ số phải mất thời gian giải mã. Từ 1.000 đến 999 luật nghèo. Số lần ra ngoài coi như ta mời ngươi. Sau khi cưỡng ép nến thử phản siêu Long quốc, vô số quốc gia ép khô vận mệnh quốc gia, phải trả một cái giá thảm khốc. Long quốc công lược tổ. Hy vọng các quốc gia khác cũng có thể tích cực ứng phó quỷ dị trong thế giới bí ẩn, vì thế giới hòa bình góp một phần lực lượng. Mặt khác công lược tổ. Đừng nói nữa, có thể làm Long Quốc nằm thắng cùng phong cẩu, chính là vinh hạnh lớn nhất A, à, chương 1. Bị vùi dập giữa chợ viết lách cứu vớt thế giới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cái gì ngu ngốc tác giả, vụ án này người chết dĩ nhiên là chảy máu mũi chảy chết. Vì quay mặt cũng không cần đúng không. Đem phần thưởng của ta nhổ ra. Trần Huyền vô tâm vô phế đóng lại khu bình luận khu bình luận nhất sắc mắng chửi, hắn giống như về tới quê tổ an vui vẻ. Đúng vậy, hắn chính là tác giả ngốc nghếch trong miệng độc giả khu bình luận. Bất quá lúc trước hắn lựa chọn chính là hắc hồng lộ tuyến, tình huống như vậy hắn đã sớm thói quen. Trần Huyền, 24 tuổi, là suy luận tiểu thuyết viết tay. Hắn lắc lắc cái ly cao giá rẻ trong tay, hơi nóng sữa đậu nành phun lên mặt hắn. Uống một ngụm đi, đẹp hôm nay cũng là tại các thư hữu trong nước miếng nhặt gạo một ngày đây hàng lâm đã chọn người âm nền của tivi trở nên rõ ràng dưới sự chú ý có ý thức của trang chấm h i .u .n. chiếc tivi này được mua bằng thùng tiền đầu tiên mà anh làm tay viết khi đó hắn còn rất ngây ngô viết cũng là tư duy nghiêm cẩn nói cách khác là tiểu thuyết không có đề tài thật sự là hoài niệm a à. Trần Huyền, internet tiểu thuyết tác giả, đại biểu tác phẩm, ta là luật sư cho nên liếc mắt một cái nhìn rõ ai là tội phạm giết người có thể phán vài năm hình rất hợp lý đi. Nghe tác phẩm của mình được đọc bằng giọng phát thanh là một trải nghiệm kỳ lạ. Không đúng không đúng, tác phẩm tiêu biểu của tôi hẳn là tác phẩm đầu tay mê án mới đúng. Hả? Đợi lát nữa, thanh âm vừa rồi rõ ràng là từ trong tivi truyền ra. Mẹ ơi. Tôi lên tivi à? trần huyền định nhãn vừa nhìn thế giới quỷ dị giáng lâm tuyển chọn thiên tuyển giả tiến vào thế giới quỷ dị truyền hình trực tiếp toàn cầu không phải đợi lát nữa quỷ dị thế giới trước đó không phải làm cái gì quy tắc quái đàm tranh tài tại hai năm trước đã bị một tiểu tử cho đã thông nguy cơ giải trừ sao một hồi âm thanh máy móc quỷ dị biến dạng đột nhiên xuất hiện ở bên tai trần huyền xác nhận danh tính long quốc Trần Huyền bước vào thế giới kỳ lạ 3211 trận bạch quang lóe ra, Trần Huyền cảm giác đại não đau nhói một chút, trên tay một cái bất ổn, sửa đậu nành trực tiếp tung một quần. Bước vào thế giới kỳ lạ. Trần Huyền không kịp để ý đã ướt quần, hắn phát hiện mình từ nhà mình phòng khách trực tiếp đi tới một cái xa lạ không gian. Nơi này khắp nơi đều là vách tường màu xám lam, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật đồng thời hơi có vẻ nặng nề. Chỗ góc còn có một cánh cửa, thật không biết dựa vào truyền tống ra vào quỷ dị thế giới thiết kế một cánh cửa đặt ở nơi đó làm gì. Trần Huyền nhìn chung quanh, phát hiện mình đang ngồi chung quanh một cái bàn dài uống lượng, cùng ngồi chung quanh bàn với hắn còn có ba người, hai nam một nữ, thoạt nhìn đều là người Long Quốc. Cùng ngồi trên một cái bàn dài nhưng đối diện với đám người Trần Huyền là một người mặc quần áo kỳ quái. Nếu nhất định phải hình dung Bộ quần áo này của hắn thoạt nhìn có chút giống quần áo làm việc của nhân viên khảo cổ hoặc khảo cổ học. Khác với nhóm Trần Huyền, khuôn mặt người này là khuôn mặt phương Tây. Trần Huyền cùng ba người khác dùng chung một cái bàn, trên bàn cũng không có đặt cái gì. Chỗ đặc thù là, trên bàn khu vực trước mắt mỗi người đều có một cửa sổ màn đạn lăn lộn, sau khi chạm vào còn có thể tiến hành thiết lập mật độ màn đạn, cỡ chữ lớn nhỏ, đẳng cấp che chắn. Hiện tại người trên màn đạn còn đang thảo luận kịch liệt, tất cả những thứ này rốt cuộc là toàn thế giới liên hợp lại đùa dẫn chỉnh cổ chương trình giải trí. Vẫn là có chuyện này. Danh hiệu xấu hổ của nhà viết tiểu thuyết trinh thám Trần Huyền vẫn có vài người biết. Để tránh gặp phải đại lượng công kích tinh thần, Trần Huyền đem cấp bậc che chắn điều chỉnh đến cao nhất, mật độ màn đạn điều chỉnh đến nhỏ nhất, lúc này mới yên tâm một chút. Hoan nghênh đi vào thế giới quỷ dị. Người đàn ông phương Tây lên tiếng, không biết có phải là ảo giác hay không, trong giọng nói của người đàn ông kia luôn mang theo một loại cảm giác cùng nhiệt tràn ngập giả tâm. Nơi này là khu công lực long quốc của thế giới quỷ dị, ta sẽ dùng ngôn ngữ long quốc trao đổi với các ngươi. Đây là lần đầu tiên bạn đến thế giới kỳ lạ và bạn sẽ có 30 giây để rút ra tài năng và chuẩn bị về thể chất và tinh thần. Đáng chú ý chính là, cho dù đây là các ngươi lần đầu tiên tại quỷ dị thế giới tiến hành rùa than trò chơi, quỷ dị thế giới cũng sẽ không thả nước các ngươi công lực tiến độ như trước ảnh hưởng quốc gia vận mệnh chúc các ngươi may mắn trần huyền oán thầm một tiếng quỷ dị thế giới đây là cầm bọn hắn thế giới này làm đại hội thể dục thể thao sân bãi đi vừa là quy tắc quái đàm lại là canh rùa biển chưa kịp đánh giá bốn phía một hồi trần huyền liền phát hiện trước mắt toát ra một bản nhắc nhở màu lam thiên tuyển giả lần đầu tiên tiến vào thế giới quỷ dị bắt đầu rút ra thiên phú nhấn vào bắt đầu tài năng rút ra, Trần Huyền nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy điểm lên trước mắt trên mặt bản lựa chọn. Chúc mừng ngươi rút được thiên phú cấp SSS. Làm miêu bướng bỉnh tam thiên vấn. Blue Card Nau 3000 Quy, tổng số câu hỏi bạn có thể hỏi trong một trò chơi là 3000. Chú ý, bản trò chơi là logic suy luận trò chơi, thiên tuyển giả không thể bất luận cái gì hình thức rõ ràng ám chỉ đem bản thân thiên phú báo cho những người khác, Trần Huyền trong mắt quan mang lóe ra, hắn tuy rằng chưa từng tự mình chơi qua trò chơi canh rùa biển theo như lời nam nhân kia nhưng quy tắc cơ bản vẫn biết có ba ngàn cơ hội đặt câu hỏi đây chẳng phải là nói rõ hắn hoàn toàn có thể dựa vào chiến thuật biển đề hỏi tên kia một lần tuy rằng tên có chút áp đảo nhưng đây chính là thiên phú cấp sssa nghe thì đánh đi trần huyền cười tà nhìn về phía nam nhân phương tây làm người ra đề đến lúc đó ngay cả quần lót màu gì cũng hỏi ra cho ngươi người đàn ông đeo kính ngồi bên cạnh trần huyền nhìn trần huyền đang đắm chìm trong thế giới của mình ánh mắt phức tạp hết giờ rồi người nấu canh hoàn toàn không cảm giác được ác ý đến từ trần huyền hắn tự như một ai đã được thiết lập tốt từng bước từng bước hoàn thành trình tự của hắn kế tiếp bắt đầu giảng giải quy tắc trò chơi canh rùa biển súp rùa còn được gọi là trò chơi suy luận cốt truyện là một trò chơi mà người nấu súp tức là tôi cho súp người uống súp đặt câu hỏi và suy luận ra câu trả lời của trò chơi dựa trên câu trả lời cho câu hỏi lý luận bí ẩn về súp rùa thế giới kỳ lạ thành công đòi hỏi phải trả lời đúng tất cả các điểm thu thập và các quốc gia trả lời tất cả các điểm thu thập trong một thời gian quy định có thể được miễn trừ khỏi bị trừng phạt có hai cách để có được thông tin một đặt câu hỏi cho tôi và tôi sẽ chỉ trả lời bạn có không không liên quan và có hoặc không phải bốn loại câu trả lời đó sau khi sự thật được đẩy đến một mức độ nhất định, bạn có thể tự mình đi vào thế giới được mô tả trong súp rùa để tìm câu trả lời. Trần Huyền nhíu mày. Ta vẫn nghe không hiểu, ngươi nói những cái kia cái gì hái điểm đều là có ý gì a? À? Ha ha. Trần Huyền theo thanh âm nhìn lại, nguyên lai là nam nhân đeo kính ngồi ở bên cạnh hắn. Người đàn ông đeo kính đẩy khung kính xuống. Nếu mì của súp rùa là một người đàn ông đã chết, mà đáy súc rùa này là người đàn ông này bị chảy máu mũi chết, như vậy, máu mũi ở đây chính là lấy điểm. Trần Huyền nheo mắt lại, nhìn về phía nam nhân bên cạnh như cười như không, thậm chí mang theo một tia khiêu khích biểu lộ. Sau đó hắn cũng cười. Thì ra cô là fan của tôi. Người đàn ông đeo kính nghe vậy liền sững sờ, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Trần Huyền vỗ vỗ bả vai cậu. Không sao, lát nữa tan cuộc tìm tôi xin chữ ký, đừng xấu hổ tôi rất cưng chiều phan xem ra các ngươi không có nghi vấn người nấu canh không kiên nhẫn cắt đứt tương tác của bọn họ bắt đầu đọc mì có vẻ khẩn cấp canh này tên là vĩnh dạ thế giới mới ta nhìn thế giới lấp lánh này trong lòng vô cùng thỏa mãn đá khắc ở đây không nghi ngờ gì đã sáng tác ra một kỷ lục văn minh mới nơi này một khi bị công khai nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn trong thế giới loài người. Đột nhiên, tôi cảm giác phía sau hình như có động tĩnh, vì thế dùng đèn chiếu qua. Tôi thấy được vĩnh Dạ. Chương 2. Nhưng ngươi đặt câu hỏi, ai bảo ngươi hứa hẹn? Bạn đang nghe tại truyện.audio. Các bạn cần phải suy luận ra 3 điểm cốt truyện quan trọng trong món súp này, cộng thêm có một số điểm cốt truyện ẩn không rõ để suy luận. Được rồi, hiện tại các ngươi có thể dựa theo thứ tự số thứ tự đặt câu hỏi. Nhà thám hiểm đưa tay ra hiệu. Trần Huyền không có việc gì nhìn Trần nhà, thẳng đến khi bị nam nhân đeo kính bên cạnh dùng sức dỗi vài cái bả vai lúc này mới phục hồi tinh thần. Này, trình tự đặt câu hỏi bắt đầu từ cậu, đừng lãng phí thời gian. Trần Huyền vốn cho rằng mình ngồi ở vị trí gốc, có thể không khiến người ta chú ý mà an tĩnh tự hỏi, ai biết vị trí của mình dĩ nhiên là mở đầu câu hỏi khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp bị người đàn ông đeo kính cổ động, cũng nhao nhao oán giận trong màn đạn. Người này rốt cuộc là ai? Thế giới quỷ dị sao lại chọn thứ này? Hắn là một cái suy luận tiểu thuyết tác giả, chỉ chỉnh sống không lý luận loại kia ta kháo. Long quốc chúng ta sẽ không bị hủy trong tay hắn chứ. Một người huyết thư quỷ dị thế giới thay đổi, đổi người. Đổi người. Mọi người có thể bình tĩnh lại không? họ có thể nhìn thấy màn đạn, đừng làm phiền họ. Đừng làm bọn họ tâm tính. Phía trên cùng phong hát tổ chức. Ngay tại hô to thay đổi người xem cùng duy trì trật tự người xem cãi nhau không ngừng lúc, một cái lóe ra hào quang huyễn thải cơ hồ sáng mù mắt người màn đạn xuất hiện. Sau đó, là liên tiếp spam. Đây là tổ công lực Long Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn. Làm ơn. Vận mệnh Long Quốc liền gánh vác trên người các ngươi chúng tôi đã nhận được phản hồi từ một số cư dân mạng, khóe miệng Trần Huyền có quắp nhìn những màn đạn rực rỡ kia. Hắn biết đây là quy cách màn đạn mà cường hào VIP mới có thể sử dụng. Quỹ dị thế giới tại Long Quốc tiếp nhận truyền hình trực tiếp phần mềm là Long Quốc bản thổ hot nhất sản phẩm, tên gọi là Laika. Tình huống hiện tại, hẳn là chính phủ Laika khẩn cấp bổ sung VIP chí tôn cho tổ công lược Long Quốc. Nhưng mà quỷ gì thế giới sẽ cho bọn họ cơ hội từ mạng bom nhận được trợ giúp sao? Về câu hỏi, bạn có thể bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi. Quả nhiên, văn tự trên màn đạn huyễn sắc kế tiếp biến thành loạn mã không thể lý giải. Trần Huyền đã sớm dự liệu sẽ có một lần này hiểu rõ cười một tiếng, hai tay giao nhau chống ở chỗ cầm, hướng về phía nhà thám hiểm đối diện hai mắt hiếp lại. Mặc dù đang cười, nhưng tính công kích mười phần nếu hắn có thể hỏi ba ngàn vấn đề vậy trước hết hỏi một ít vấn đề không quan trọng thử một chút đi nếu cái này quỷ dị thế giới hầm canh người đem quy tắc nói đến mơ hồ không rõ như vậy liền do hắn đến làm dò đường tiên phong tốt có hai năm trước quy tắc quái đàm tẩy lễ trần huyền biết một đạo lý đó chính là chơi một trò chơi trước trọng yếu nhất là thăm dò quy tắc về phần đẩy mạnh tiến độ liền giao cho hắn phía sau ba người kia đến chấp hành trần huyền hạ quyết tâm chậm rãi mở miệng tôi muốn hỏi thêm một câu nữa được không có thể nhà thám hiểm biểu tình không thay đổi máy móc trả lời nếu như ngươi muốn nói thứ tự đặt câu hỏi có thể tùy thời biến hóa thế giới quỷ dị không có bất kỳ hạn chế nào nhưng nếu ngài đang yêu cầu tôi tăng số lượng câu hỏi cho ngài thứ lỗi cho tôi thưa ngài trên tay vịn ghế kim loại của nhà thám hiểm giống như đèn xanh đèn đỏ mini, đèn xanh sáng lên một chút. Phía trên cửa sổ trước mặt Trần Huyền đột nhiên hiện ra một con số 10, hơn nữa ngay sau khi xuất hiện, con số 10 giảm bớt một cái, biến thành chín. Màn đạn trong phòng truyền hình thưa thớt trong chớp mắt. Cái đệt, ung ung kéo đến bắt đầu spam. Cho ngươi hỏi vấn đề. Không cho ngươi cầu nguyện A. À. người Ngươi cho rằng người nấu canh là thần đăng sao? cho nên đây là tất cả mọi người tổng cộng chỉ có thể hỏi 40 vấn đề sao? Hắn hiện tại đã lãng phí một cái. Sao anh ta không làm theo chỉ dẫn của đội công kích? Nam thần cố kỳ ngồi bên cạnh, em cầu xin anh bịt miệng anh ta lại. Thần A, cứu ta đi. Người đàn ông đeo kính. Cũng chính là nam thần cố kỳ trong màn đạn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhưng nhìn thấy Trần Huyền vẫn biểu hiện bình tĩnh, cố kỳ chậm rãi thu hồi ánh mắt hoài nghi. Hành động này của Trần Huyền không chỉ dẫn đến quy tắc bốn người bọn họ chỉ có thể đặt câu hỏi 40 lần, càng chứng minh không thể thông qua phương pháp đề xuất với người nấu canh để đạt được nhiều lần đặt câu hỏi hơn. Nhưng nếu cậu biết đặt câu hỏi có thể đưa ra những kết luận này, gần như đã nói rõ cậu đã sớm biết người nấu canh sẽ hạn chế số lần đặt câu hỏi. Chẳng lẽ là Thiên Phú nói cho hắn biết? Ừm. Nhưng hỏi như vậy cũng đúng là phong cách của Trần Huyền thật khó để nói liệu Chen hi có đánh nhầm hay không. Ngoại trừ có được nhiều tình báo như vậy, Trần Huyền vừa mới hỏi ý tứ giống như là muốn hỏi tiếp một vấn đề. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Không sai. Trần Huyền gật gật đầu, hắn đạt được hiệu quả trong tưởng tượng. Vậy ta hỏi tiếp. Ngươi không định để cho chúng ta nói chuyện sao, nữ nhân duy nhất trong bốn người cao mày hỏi. Vị tiểu thư này đừng gấp gáp như vậy a, à, ta nói rồi, ta chỉ muốn hỏi thêm một vấn đề vấn đề thứ hai trần huyền dương dương đắc ý vung ngón tay lên ngón tay như đang chỉ huy dàn nhạc giao hưởng ta vừa mới bị truyền tống tới thời điểm quần bị sửa đậu nành làm ướt cho nên các ngươi quỷ dị thế giới có thể hay không chịu nổi trách nhiệm đến giúp ta đổi cái quần a tôi có thể nói tục không nếu không tôi không có gì để bắn bạn để cho một tiểu thuyết gia lý luận sống chơi một trò chơi logic Vang cầu đem cơ hội đặt câu hỏi của anh ấy đều cho nam thần cố kỳ của tôi đi vang cầu, đèn vàng sáng lên. Số câu hỏi của Trần Huyền từ chín biến thành 8. Nhà thám hiểm thở dài, búng ngón tay. Tuy rằng chuyện này không liên quan đến mì nước, nhưng chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể giúp ngươi. Theo tiếng ngón tay thanh thúy vang vọng trong không gian trống trải, Trần Huyền cảm giác ẩm ướt trên đùi đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó anh ta vuốt ve bộ quần áo đột nhiên trở nên sạch sẽ và cau mày thật sự là đủ rồi ngươi dùng loại chuyện nhỏ nhàm chán này lãng phí số lần đặt câu hỏi cố kỳ đi theo trần huyền tầm mắt nhìn thấy biến hóa về sau cũng đồng dạng biểu tình phức tạp mà hung hăng nắm hai bả tóc của mình phá hư thoạt nhìn giá trị xa xỉ kiểu tóc trần huyền cùng hắn liếc nhau cả hai đều nhận ra tầm quan trọng của vấn đề ngay sau đó Cố Kỳ cũng hỏi một vấn đề mang tính nguyên tắc về quy tắc. Ngươi. Không, tất cả người nấu canh đều có thể cam đoan sẽ không bởi vì thiên tuyển giả trong nội dung nói chuyện mạo phạm đến địa phương của các ngươi hoặc là biết được chân tướng gì mà tổn thương chúng ta sao? Chúng ta có thể bảo đảm. Nhà thám hiểm dứt khoát gật đầu. Được rồi, tất cả các bạn đang xem trực tiếp, tôi có vài điều muốn nói trước khi người được chọn tiếp theo bắt đầu đặt câu hỏi. Trần Huyền nhíu mày, cũng không ngoài ý muốn. Anh biết Cố Kỳ, hoặc là nói, trong thời đại giải trí thông tin hiện tại, không biết anh rất khó. Cố Kỳ không phải diễn viên, cũng không phải thần tượng, anh ta là một nhà phê bình văn học. Nhưng bởi vì bề ngoài đẹp trai cùng phong cách độc mồm độc miệng, hắn thu hoạch được một lượng lớn fan trung thành. Đối tượng phê bình của anh cũng dần dần chuyển từ văn học truyền thống và văn học nghiêm túc sang văn học mạng thích nghe ngóng hơn hơn nữa hiện tại anh còn có cả một đội ngũ quản lý vận hành cho anh. Có thể nói là một mạng lưới đỏ. Hắn không nghĩ tới chính là, cố kỳ này lại theo đuổi hắn nhiều kỳ. Nếu là fan của anh, chỉ số thông minh hẳn là cũng không tệ lắm. Cũng trách không được hắn có thể nhìn ra, mặc dù so với ta còn kém một chút. Trần Huyền tự kỷ nghĩ. ủng hộ Nam Thần. Nam Thần muốn chính nghĩa thảo phạt tên phế vật vừa rồi sao? Thiết tiểu bạch kiểm cố làm ra vẻ huyền bí, nam thần cố lên. Nam thần muốn nói gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì sao? Nhìn màn đạn dần dần bị phan của cố kỳ bao phủ, Trần Huyền cũng có chút chờ mong. Chương 3 Nghịch Thiên Bàn tay chiến thần hiện thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Dựa trên sự thăm dò của tôi và Trần Huyền Đã đưa ra vài kết luận để báo cho nhóm hướng dẫn các bạn có thể chuyển nó cho các quốc gia khác, hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Thứ nhất, người nấu canh có thể che chắn màn đạn muốn che, tin tức của tổ công lược chỉ có mấy tin đầu mới có thể truyền tới, cho nên, không nên thử một lần truyền nhiều tin tức. Nói thẳng trọng điểm, có thể vòng qua màn chắn. Thứ hai, người nấu canh có quyền uy tuyệt đối ở thế giới quỷ dị, nếu hắn muốn. Phỏng chừng có thể giết chết tất cả chúng ta trong một giây. Thứ ba, mặc dù người nấu súp có thể yêu cầu một cái gì đó thông qua hình thức đặt câu hỏi, nhưng số lượng câu hỏi không thể tăng lên thông qua hình thức đặt câu hỏi. Hoa hoa hoa. Nam thần thật lợi hại. Nam thần uy vũ. Thật sự sẽ rất thích con trai có lo giết được không? Cố kỳ đảo qua màn đạn, cũng không phát hiện bóng dáng tổ công lược Long Quốc, vì vậy ánh mắt lạnh như băng lãnh đạm mạc thu hồi tầm mắt. Trên đây, ngoại trừ điều đầu tiên là bản tóm tắt cá nhân của tôi tất cả đều được suy luận thông qua câu hỏi của Trần Huyền đây cũng là mục đích mà Trần Huyền đặt câu hỏi tôi hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn hơn một chút và cố gắng tin tưởng mỗi người chúng ta đó là tất cả những gì tôi muốn nói có thể tiếp tục đặt câu hỏi cùng lúc đó câu trả lời của tổ công lực bay qua màn hình đã nhận thật ra tôi vừa nhận được tin nhắn kim cương cho một cái quốc gia bọn họ thiên tuyển giả đã đoàn diệt bọn họ hỏi người nấu súp của nhà thám hiểm kia, cánh cửa trong góc kia có thể đi ra ngoài hay không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người được chọn kia cổ động tất cả mọi người rời khỏi thế giới quỷ dị qua cánh cửa. Sau đó, tất cả đều bị giết bởi một ngón tay của nhà thám hiểm. Màn đàn lại là một mảnh yên tĩnh. Ta kháo. Ta đã sớm nhìn thấy cánh cửa kia, vừa rồi một mực tru lên vì sao bọn họ không trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài người vừa rồi nhìn thấy cửa nhìn cậu spam đã lâu may mắn các thiên tuyển giả không nhìn thấy nếu không nước ta sẽ thảm không có trần huyền nước ta mới thảm chứ cho nên cái tên trần huyền kia đã sớm suy luận đến những thứ này mới dùng hai lần cơ hội hỏi nghiệm chứng sao thần hắn là xuyên việt giả sao đừng thổi nữa tôi thấy tiểu thuyết gia kia chính là muốn sống trọn vẹn cố kỳ mới là người suy luận ra tất cả đúng vậy cố kỳ chỉ là không hiểu trần huyền kia cho nên mới nhìn hắn một cái người thứ ba hỏi cô gái đã từng thúc giục trần huyền kia lại hoàn toàn mơ hồ vừa rồi trần huyền cùng cố kỳ hai người một bộ tổ hợp quyền thần thao tác làm cho nạn không tự tin khác với trần huyền và cố kỳ cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường thỉnh thoảng có vài lần chơi canh rùa biển mà thôi cô cũng không biết nên hỏi cái gì quốc vẫn gánh vác trên người một nữ sinh viên bình thường vẫn có chút nặng nề cô lại nhìn mì một lần nữa mì liền gấp lại trong màn hình trên mặt bàn có thể tùy thời kiểm tra thế giới mới ta nhìn thế giới lấp lánh này trong lòng vô cùng thỏa mãn đá khắc ở đây không nghi ngờ gì đã sáng tác ra một kỷ lục văn minh mới nơi này một khi bị công khai nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn trong thế giới loài người đột nhiên tôi cảm giác phía sau có động tĩnh vì thế dùng đèn chiếu qua tôi thấy được vĩnh dạ ạ à, cho nên thứ lấp lánh là bảo thạch sao không phải nhà thám hiểm lắc đầu và đèn đỏ sáng lên tuy rằng vấn đề này không đạt được kết quả thực chất gì nhưng cũng không ai trách nàng dù sao canh rùa biển chính là trò chơi như vậy cần rất nhiều thử sai mới có thể tìm được chính giải Người tiếp theo là một người đam mê triết học có chút tiếng tâm trên nền tảng web và Chen hi -un đã từng xem video của anh ta. Ở trong video chậm rãi mà nói, hắn hiện tại thoạt nhìn có chút sợ xã hội. Chữ khắc trên đá là người có thể xem hiểu sao. Điểm chú ý của hắn tự hồ có chút lệch. Bởi vì nó là chữ tượng hình, cho nên tôi có thể đọc được nhà thám hiểm mỉm cười, rất chu đáo bổ sung một số chi tiết vào câu trả lời. Dạo qua một vòng, lại trở về chỗ trần huyền trong cảnh tượng canh này nhân loại liên quan đến chỉ có một mình ngươi sao trần huyền cân nhắc dùng từ đây là một vấn đề tương đối bảo thủ đúng vậy nói cách khác động tỉnh sau lưng hắn cũng không phải do con người tạo thành cố kỳ lý đương nhiên suy luận nghề nghiệp của cậu là nhà thám hiểm sao có thể nói như vậy nhà thám hiểm mỉm cười gật đầu anh cô gái có chút cố kỵ nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra miệng sau đó chết chưa không sai khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh của nhà thám hiểm trở nên trắng bệch hơn nữa một khối thi ban chậm rãi hiện lên trên mặt hắn ta đã chết rồi trần huyền là tiểu thuyết gia suy luận hắn cẩn thận quan sát một chút ánh mắt nam nhân trước mặt quả thật đồng tử đã phóng đại ánh mắt cũng mất đi sáng bóng theo đặc điểm người đàn ông phương tây thực sự là một xác chết hơn nữa căn cứ vào vị trí thi ban cổ thi thể này sau khi chết hẳn là nằm sắp trạng thái bất quá nếu hắn hình thái có thể tùy ý biến hóa ai biết hiện tại cái này phó tử vong trạng thái có phải hay không nhà thám hiểm ngụy trang ra lừa gạt bọn họ có vẻ như anh ta sẽ thay đổi hình dạng của mình dựa trên tiến độ lý luận của chúng ta nhưng trần huyền lời còn chưa nói xong liền thấy trước mắt xuất hiện một cái nhắc nhở Bây giờ người chơi có thể bước vào thế giới của súc rùa một mình, tôi chết nửa giây trước B5, không ba giá trị thông số kia, cài ba, ghi chú. Người chơi tiến vào cảnh canh rùa, có thể tự do hoạt động và đối thoại với nhân vật trong cảnh. Người chơi ghi vào thân phận là góc nhìn của người nấu canh, sau khi chết sẽ rời khỏi cảnh canh rùa. Đặt câu hỏi trình tự đi tới cái kia triết học người yêu thích, hắn xin giúp đỡ bình thường mà nhìn về phía Trần Huyền cùng Cố Kỳ. Làm sao bây giờ? xem ra trước mắt mỗi thiên tuyển giả đều xuất hiện những gợi ý này. Đừng nóng vội, ngươi đi vào cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa dây đồ vật, hơn nữa trong canh viết rất rõ ràng, hắn quay người về sau đầu tiên nhìn thấy chính là vĩnh dạ, cho nên cho dù có nửa dây thời gian, trong tầm mắt cũng sẽ chỉ là một mảnh đen kịt. Người bình thường mất đi thị giác, trong nửa giây có thể cảm giác được cái gì đây? Đúng vậy, chúng ta nên hỏi lại. Cố kỳ cũng đồng ý. Cười chết, đám thiên tuyển giả này cũng quá sợ hãi người nói sợ hãi kia ngươi được ngươi lên đi không phải tôi thổi nửa giây nghe có vẻ ngắn nhưng thực tế là rất dài ta từng tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống cổng trường nửa giây đồng hồ tác giáo bá mười cái tác camera cũng không có quay lại động tác của ta cuối cùng không có chứng cớ đem ta cho thả ra ta đi bàn tay chiến thần nghịch thiên ngôn luận chụp ảnh chung chụp ảnh chung đương nhiên các thiên tuyển giả bị vây vào thời khắc mấu chốt cũng không có xem màn đạn, cũng cứ như vậy bỏ lỡ sự ra đời của khu vực Long Quốc đầu tiên trong chương trình truyền hình trực tiếp canh rùa biển toàn cầu. Lúc này các thiên tuyển giả cũng theo thời gian trôi qua dần dần thích ứng tiết tấu trò chơi canh rùa biển, cũng có thể hơi thả lỏng thần kinh căng thẳng, lấy tư duy phát tán bình thường đặt câu hỏi. Tuy rằng kết quả thử nghiệm tạm được. Thế giới mới có phải là thế giới mới theo nghĩa đen không? Không Sinh vật có phải là người cổ đại không? Không. Thật ra người giết chết ngươi là chính ngươi hoặc là người tương tự ngươi sao? Anh đang leo lên vách đá à? Không. Chữ tượng hình miêu tả không phải con người sao? Sau vài lần thử nghiệm sai lầm liên tiếp, câu hỏi mà những người đam mê triết học đặt ra cuối cùng cũng có bước đột phá. Đúng cũng không phải. Đèn vàng sáng lên, nhà thám hiểm trước mặt mọi người lộ ra nụ cười mập mờ. A à hống Trần Huyền xoa cầm mình, ý vị thăm trường biểu môi. Cái này thật đúng là ý vị sâu xa a. À? Những người yêu thích triết học có biểu hiện ở đâu đó giữa sợ hãi trước nụ cười của người chết và vui mừng trước sự đột phá. Chương 4 Thân hãm vẫy nước phong ba, chịu đủ chất vấn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hiện tại, các thiên tuyển giả Long Quốc còn lại tổng số vấn đề là 27 cái các thiên tuyển giả đều có vấn đề riêng. Những người yêu thích triết học còn lại 7 câu hỏi. Nữ sinh đại học còn lại 7 câu hỏi. Cố kỳ còn lại 7 câu hỏi. Trần Huyền còn lại 6 câu hỏi, thực tế còn lại 2996 câu hỏi. Câu trả lời có phải hay không này của anh ta có nghĩa là câu hỏi của tôi rất có thể đúng, chỉ là có chỗ không chính xác. Người yêu thích triết học hỏi cố kỳ, nghe câu hỏi của anh ta liền biết, người này trước đây không có kinh nghiệm chơi canh rùa biển ạ à, thật ra trước đây tôi cũng chưa từng chơi không rõ lắm cố kỳ rụt rè trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm của người yêu thích triết học anh nói đúng nhưng đây chỉ là một tình huống một tình huống khác là trong câu hỏi của anh bao gồm nhiều thứ những thứ này không hoàn toàn đúng lúc này người nấu canh cũng sẽ nói có hay không kỳ thật Bình thường trong trò chơi canh rùa biển bình thường có phải hay không cũng không phải là câu trả lời này. Bởi vì loại câu hỏi bình thường nên trả lời có hay không đều nên trả lời không. Nữ sinh đại học chậm rãi trình bày. Thì ra là như vậy. Cố kỳ ra vẻ đã được dạy dỗ. Trần Huyền, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hắn nhìn về phía Trần Huyền bên cạnh, hy vọng đạt được ý nghĩ của hắn. Dù sao Trần Huyền đã duy trì loại động tác gãi cầm suy nghĩ này thật lâu. Trần Huyền dùng ngón trỏ gõ bên má mình, không khí đều trầm mặt vài giây, mỗi người đều đang chờ đợi hắn mở miệng. Rốt cục, Trần Huyền hắn giọng một cái. Khụ khụ, vừa rồi hắn hỏi cái gì vậy? Thiên tuyển giả rất kín. Trong phòng truyền hình trực tiếp kêu trên khắp nơi. Cố kỳ lộ ra biểu tình giữ tợn chỉ tiết rèn sắt không thành thép, muốn vỗ đầu Trần Huyền, nhưng niệm là truyền hình trực tiếp toàn cầu chung quy không xuống tay anh khó khăn lắm mới tìm ra được một câu có tính công kích thấp. Lần sau có chỗ nào không rõ, có thể hào phóng hỏi. Cái đó. Câu hỏi của tôi là, chữ tượng hình có miêu tả những người phi nhân tính không, người yêu triết học thầm nghĩ. Thấy Trần Huyền không nói gì, triết học người yêu thích lớn mật suy luận nói. Cho nên, chẳng lẽ nói, loài sinh vật này là từ nhân loại biến dị tới, cho nên kim đủ nhân loại cùng phi nhân loại, hai loại thuộc tính này sao? trần huyền sụ mặt đối hảo tâm nói cho hắn biết vấn đề là cái gì triết học người yêu thích chỉ rõ lần sau có không rõ địa phương liền trực tiếp hào phóng hỏi được 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 người yêu thích triết học vội vàng gật đầu thật không may câu hỏi của ông đã nhận được câu trả lời tiêu cực từ các nhà thám hiểm các thiên tuyển giả suy nghĩ đứt đoạn lâm vào một trận trầm mặc chờ một chút miêu tả thế giới mới trong mì kia dùng từ lấp lánh để hình dung cố kỳ tự hồ phát hiện ra điều gì đó trần huyền tạm thời lướt nước cũng không khỏi liếc cậu một cái sinh vật tập kích ngươi là sinh vật khỉ quan sao nữ sinh viên hưng phấn nói không nghĩ tới nguyên nhân tử vong dĩ nhiên giấu ở một cái hình dung trên chà thật đáng tiếc nhà thám hiểm lắc đầu với một nụ cười và đèn vàng sáng lên đó là một câu hỏi không liên quan hả vì cái gì a à? rõ ràng rất hợp lý a à? Andrew chính là như vậy, có đôi khi đáp án rất hợp lý lại không phải là giải pháp chính xác của vấn đề. Nhà thám hiểm lại nhân tính hóa an ủi nữ sinh đại học. Vậy, sự lấp lánh trong súp có phải là sự lấp lánh theo nghĩa vật lý không? Đúng vậy. Đồng tử nữ sinh đại học phóng đại. Điểm đột phá, đến rồi. Thông tin tình báo mà chúng tôi đã suy luận vào thời điểm này. Các bản khắc đá nằm ở một nơi phát sáng theo nghĩa vật lý nơi các sinh vật được mô tả không chỉ sống, mà còn đánh lừa anh chàng là nhà thám hiểm, nữ sinh đại học biểu môi về phía nhà thám hiểm Dead Ghost, kết luận chính xác. Nhà thám hiểm trước khi chết đã nhìn thấy vĩnh dạ, vĩnh dạ hẳn là điểm tương đối rõ ràng trong món súp này cần chúng ta suy luận ra, triết gia bổ sung. Còn có vật lý phát sáng là cái gì, tôi cảm thấy hẳn là cũng rất quan trọng. Nữ sinh đại học nói tiếp. Hơn nữa trong suy luận này, cách chết của nhà thám hiểm rất quan trọng cũng có thể là một điểm cố kỳ phỏng đoán theo trần huyền vị này tên là trần huyền đúng không có cao kiến gì sao nữ sinh viên bất mãn nhìn trần huyền còn đang chèo nước không có ngữ khí tốt lúc trước cô còn đang nhìn sắc mặt cố kỳ bởi vì cô nhận ra cố kỳ và người tên trần huyền này hẳn là quen biết nhưng bây giờ nhìn thấy cố kỳ cũng không nói thay anh ta phỏng chừng cũng không quá quen thuộc với người này cô cũng không giống cố kỳ, cô hoàn toàn không cảm thấy cái tên cả lơ phất phơ này là bậc thầy suy luận gì, càng không cảm thấy hai vấn đề mở đầu là giúp bọn họ thăm dò quy tắc. Nữ sinh đại học trong lòng đối với Trần Huyền một trận hạ thấp, đã nghiền sau lại nhìn về phía Trần Huyền, phát hiện Trần Huyền dĩ nhiên chỉ là một mực nhìn chầm chầm đồng hồ trên thời gian, căn bản là không để ý tới nàng. Này! Anh có nghe thấy tôi nói chuyện không? Nữ sinh đại học lướt qua cố kỳ, đẩy đẩy trần huyền đắm chìm trong thế giới của mình trần huyền lúc này mới quay đầu lại nhìn cô ta đang suy nghĩ chờ một chút trần huyền hướng nữ sinh viên ra dấu tạm dừng ánh mắt trở lại trên mặt bạn của mình trong màn đạn tiếng mắng trần huyền một mảnh ta đi tiểu cô nương người ta kêu bao nhiêu lần a à? không thèm để ý tới có vấn đề gì sao người này rốt cuộc có lễ phép hay không huyết áp cao sao cậu ta cứ nhìn đồng hồ vậy muốn đi nhanh một chút. Không kiên nhẫn. Cười chết đi, hiệu quả chương trình kéo đầy đề nghị nghiêm tra người được chọn này. Có thể là ở nước ngoài. Huyết áp kéo đầy, ta nếu có như vậy cái muốn nằm thắng đồng đội, phỏng chừng hiện tại muốn chết tâm đều có. Gia gia của ta ở sau lưng ta xem truyền hình trực tiếp đâu rồi, hắn là cái lão binh, vẫn hỏi ta tiểu tử này địa chỉ, muốn cùng hắn tuyến dưới quyết đấu đâu. Quyết đấu dưới tuyến một các huynh đệ chờ, ta đi kiểm tra hắn. ta đi. anh hùng đến rồi. không phải, như vậy không tốt chứ. người ta nói thế nào cũng là thiên tuyển giả a, à, thiên tuyển giả chó má. hát lớn. người vừa mới trả lời muốn đi điều tra trần huyền, trong hiện thực là sinh viên năm ba khoa máy tính đại học hát. cùng trường với nữ sinh đại học thiên tuyển giả. sinh viên năm ba này kỳ thật cũng không biết nữ sinh đại học cùng trường thế nhưng bằng vào tâm lý mộc mạc thân sơ hắn tự nhiên cho rằng nữ sinh đại học là người một nhà của hắn vì thế dưới sự quạt gió của màn đạn hắn bị một tiếng anh hùng mê hoặc hy vọng làm ra chút chuyện khiến người ta chú ý làm nên danh tiếng cũng vì bạn học của mình mà trút một ngụm ác khí anh ta nghĩ rằng anh ta đang hành động vì công lý và hoàn toàn không nhận ra rằng hành động của anh ta đã vi phạm pháp luật trần huyền rất dễ điều tra kỹ thuật của hắn cũng đủ tốt đại khái qua hai phút tả hữu, Trần Huyền địa chỉ nhà liền bậy ở trước mặt hắn trên màn hình. Sinh viên năm ba đắc ý giàu dạc mở ra truyền hình trực tiếp, chuẩn bị ở trong phòng truyền hình trực tiếp tản ra địa chỉ gia đình Trần Huyền, lại nổi bật một đợt sóng gió. Thế nhưng, màn đạn phô thiên cái địa làm cho hắn ngây ngốc tại chỗ. Ô ô ô Trần Huyền a a a a. Tiếu thư bất tiếu nhân. Trần Huyền chân nam nhân. Ta đi, là một người tàn nhẫn, phương pháp của hắn quả thật có chút cực đoan, nhưng hắn quả thật là một anh hùng. Anh hùng. Đúng vậy. Hắn đúng là anh hùng. Cảm ơn người sử dụng Long Quốc tất thắng 276 phát ra tiết tấu hồng bao mưa, phục chế tiết tấu màn đạn mà ngươi, bằng hữu của ta, ngươi là anh hùng chân chính. Và bạn, bạn của tôi, bạn là một anh hùng thực sự. Và bạn, bạn của tôi, bạn là một anh hùng thực sự. Anh hùng. Anh hùng. Trần Huyền, hắn là anh hùng. Sinh viên năm ba, nhìn địa chỉ gia đình mình đã sao chép vào khung nhập khẩu. Có chuyện gì vậy? Cậu chỉ rời đi trong chốc lát, như thế nào Trần Huyền lại thành anh hùng? Chương 5 Ngắn ngủn 25 giây, hắn vì lòng quốc chống được tất cả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trần Huyền đang xem xét số vấn đề còn lại của mình, thấy được những màn đạn không có hảo ý kia. Nhưng hắn bất vi sở động. Sau đó, hắn bắt đầu đặt câu hỏi. Đây là một câu hỏi thường gặp về các quy tắc. Một người có thể vào nút thời gian nhiều lần không? Nhà thám hiểm nhướng mày, từ hồ lúc này Trần Huyền còn đang đặt câu hỏi về quy tắc, nhưng vẫn chuyên nghiệp trả lời. Vâng. Trần Huyền gật gật đầu, từ hồ hơi thở phào nhẹ nhõm. Nữ sinh đại học cau mày, nàng không rõ Trần Huyền lúc này rốt cuộc là muốn làm gì, tại sao phải lãng phí thời gian hỏi loại này không quan trọng quy tắc. Cô đang muốn mở miệng răng dạy Trần Huyền lãng phí số lần hỏi, lại bị Cố Kỳ đè cánh tay lại, dùng ánh mắt nghiêm túc ngăn lại. Trần Huyền đưa cho Cố Kỳ một ánh mắt cảm tạ, chợt tiếp tục hỏi. Vì vậy, nếu tôi dành rất nhiều câu hỏi để vào nút thời gian nhiều lần, thời gian vào nút thời gian có thể chồng lên nhau không? Nhà thám hiểm mỉm cười, như thể anh ta đã hiểu những gì chen hi un đang cố gắng làm ta trả lời ngươi trước có thể nhưng ngươi sẽ trải qua cái chết hết lần này đến lần khác mặc dù không giống như thế giới nói chuyện quái dị quy tắc thiên tuyển giả chết trong thế giới rùa súp cũng không mất mạng trong thế giới thực nhưng đối với chủng tộc yếu ớt như loài người các ngươi mà nói trải qua cái chết hết lần này đến lần khác không thua kém gì tra tấn khắc nghiệt nhất trong lịch sử sinh vật loài người nhưng tiến vào nút thời gian là phương thức thu thập manh mối đơn giản nhất trần huyền cười cười không phải hắn không nghĩ tới lợi dụng thiên phú của mình cùng người nấu canh chậm rãi hao tổn nhưng canh rùa biển sở dĩ là trò chơi hợp tác đoàn đội là bởi vì tư duy phát tán của một người nhất định có tính hạn chế chỉ dựa vào một người dưới tình huống người nấu canh tuyệt đối sẽ không chủ động dẫn dắt hắn đến gần chân tướng hắn có khả năng thua trận không nhỏ hơn nữa kết quả tiêu hao cứng rắn với người nấu canh nhất định là xếp hạng cạnh tranh tốc độ của long quốc nằm ở cuối trên người hắn gánh vác cũng không chỉ có quốc gia an nguy còn có quốc gia vinh quang trong tình huống thiên phú không thể tiết lộ cho đồng đội hắn cũng không có tự tin có thể thuyết phục đồng đội sẽ để cho hắn một mình đặt câu hỏi tất cả vấn đề hơn nữa hắn cũng không biết thiên tuyển giả nhóm vấn đề bề ngoài dùng hết trò chơi có phải hay không sẽ lập tức kết thúc cho nên hắn làm ra một chút hy sinh, là tốt nhất phá cục phương pháp. Tôi sẽ vào nút thời gian, 50 lần. Phong truyền hình một mảnh xôn sao. Kỳ thật màn đạn tại Trần Huyền hỏi xong kia hai vấn đề về sau liền bắt đầu trở nên thư thất rồi, khán giả không ngốc, bọn họ cũng căn cứ nhà thám hiểm trả lời ít nhiều minh bạch Trần Huyền muốn làm cái gì. Thế nhưng, con số mà Trần Huyền tung ra lại khiến tất cả người xem kinh ngạc. 50 lần, hắn điên rồi sao? Tổng số câu hỏi của mọi người cộng lại cũng không có 50 lần a. À. Tôi phải nhắc nhở anh, nếu số lượng câu hỏi cá nhân của anh không đủ, cũng chỉ có thể thông qua vận dụng điểm vận chuyển quốc gia mua số lần đặt câu hỏi. Nhà thám hiểm dường như rất có hứng thú với Trần Huyền, vì vậy hào phóng nói rất nhiều quy tắc vốn nên thông qua đặt câu hỏi mới có thể thu hoạch được. Mỗi quốc gia đều có 20 điểm vận chuyển quốc gia ban đầu, một khi điểm vận chuyển quốc gia thấp hơn 10 mỗi quý quốc gia của các ngươi nhất định sẽ xuất hiện một hồi đại tai nạn, một khi điểm vận chuyển quốc gia về không, quốc gia của các ngươi sẽ giống như chọc giận thần linh, vĩnh viễn bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Mà quốc vận điểm chỉ có thể thông qua suy luận ra ẩn dấu điểm thu hoạch mới có thể thu hoạch được. Ẩn dấu điểm thu hoạch còn phải trước khi bình thường điểm thu hoạch được toàn bộ trả lời mới có hiệu quả. Hiểu rồi. Ta muốn tiến vào thời gian tiết điểm, 50 lần. Trần Huyền lặp lại thỉnh cầu của mình. Nhà thám hiểm kia thuộc về người chết, ánh mắt đều trở nên sắc bén lên. Quốc vận điểm cùng vấn đề số hoán đổi là 1.1, vô luận cái nào quốc gia đối với quốc vận điểm sử dụng đều phải thận trọng lại thận trọng. Tôi hiểu rồi. Đến đây. Nếu số câu hỏi của tôi không đủ, cứ việc trừ điểm vận chuyển quốc gia đi. Trần Huyền cảm thấy buồn cười. Bọn họ những sinh vật thế giới quỷ dị này rõ ràng đều coi Lam Tinh là sân bãi đại hội thể dục thể thao, như thế nào còn ngược lại giúp đỡ quốc gia Lam Tinh suy nghĩ. Khán giả nghe hiểu lời giải thích của nhà thám hiểm Nổ Tung. 50 lần hỏi tình giá so với tiếng vào 50 lần cái này phá thời gian nút cao hơn nhiều. Nam thần Cố Kỳ. Có thể nhìn thấy không? Nhanh ngăn cản anh ta đi. Không nói các huynh đệ, ta hiện tại đi tích vật tư đi. Mọi người cũng đừng quên mua gạo mua mì a, à. tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Trần Huyền đã xác định như vậy, hẳn là có hậu chiêu, mọi người đừng lo lắng. Ngay khi màn đạn hỗn loạn, màn đạn màu sắc rực rỡ của tổ công lực Long Quốc xuất hiện. Xin mọi người nhớ kỹ lời của thiên tuyển giả Cố Kỳ. Hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn một chút, thử tin tưởng mỗi người chúng ta. Đúng vậy. Tin tưởng Cố Kỳ ủng hộ Trần Huyền. Tin tưởng Cố Kỳ. Ủng hộ Trần Huyền. Tin tưởng Cố Kỳ. Ủng hộ Trần Huyền. Fan của Cố Kỳ lúc này có tác dụng an ổn lòng người ở trình độ nhất định, Trần Huyền đối với cửa sổ màn đạn cười cười, những người theo đuổi ngôi sao này lúc này thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Trần Huyền nhìn thấy, màn đạn phía trên cửa sổ, ngay tại biểu hiện hắn vấn đề số lượng con số 4 bên trái lại xuất hiện một cái số trị Điểm vận chuyển quốc gia. 20 trong phòng phát sóng trực tiếp không nên cùng tin tưởng Cố Kỳ. Ủng hộ Trần Huyền. Thế lực ngang nhau điên cuồng spam. Chen Hyun, người xác nhận câu hỏi của mình đã đóng góp, nhắm mắt lại. Đang tiến vào nút thời gian một, số lần chạy. 50 lần thời gian thực tế, 25 giây, chúc ngươi may mắn. Thiên tuyển giả. Bên tai truyền đến thanh âm của nhà thám hiểm, Trần Huyền cười cười lấy tư thế thoải mái tựa vào ghế hướng nhà thám hiểm ngồi đối diện ra dấu ok sau đó trọng lượng tay của hắn lại rơi xuống người xem trong phòng truyền hình trực tiếp nhìn thấy trần huyền trước mắt giống như là mất đi dấu hiệu sinh mệnh không còn động tác tiếp theo ống kính đi theo góc nhìn của cố kỳ cố kỳ đầu tiên là lo lắng nhìn thân thể sụi lơ của trần huyền tiếp theo nhìn về phía các đồng đội của hắn nữ sinh đại học hiện tại vẫn bị vây trong khiếp sợ biểu tình của nàng thoạt nhìn rất không tốt thân phận thẩm phán chính nghĩa bày ra trước mặt nhân dân cả nước đương nhiên là thoải mái nhưng làm thế nào thoải mái là lúc đầu và làm thế nào xấu hổ là bây giờ cố kỳ biết bây giờ cô không biết phải làm sao hắn hiện tại kỳ thật cũng không biết làm sao cho dù không muốn công bố đáp án nhưng hiện tại hắn phải vì long quốc xác nhận đáp án hắn nhìn về phía số liệu trên mặt bàn điểm vận chuyển quốc gia 20 không hề thay đổi. Thành công rồi. Long quốc bình an vô sự. Trong phòng truyền hình trực tiếp tràn đầy chúc mừng cùng chúc mừng, nhưng tất cả mọi người đang thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng còn đang nhớ thương Trần Huyền tình huống. Trần Huyền muốn trong 25 giây chết 50 lần. Rốt cuộc có thể xảy ra chuyện hay không? Cho nên một hồi chúng ta cần dùng mấy vấn đề đến tập trung phát sáng đồ vật là cái gì sao? Từ, dù sao đó cũng là bước đột phá tôi cảm thấy nếu thu nhỏ phạm vi thì ba vấn đề là đủ rồi các bạn có bao giờ nghĩ rằng món súp này kết thúc bằng câu tôi đã nhìn thấy đêm vĩnh cửu và kết thúc cuối cùng của nhà thám hiểm là cái chết vì vậy liệu đêm vĩnh cửu có thể là bóng tối không bao giờ tan biến sau khi anh ta chết không có đạo lý nữ sinh đại học yếu ớt mở miệng sau khi cô phát hiện mình hiểu lầm trần huyền vẫn bị vây trong một loại cảm xúc vừa hối hận vừa xấu hổ Cảm giác đêm nay đi ngủ cô cũng phải nửa đêm thức dậy đấm đầu, nói một câu, tôi thật đáng chết a. À? Vậy chúng ta chờ một lát Trần Huyền trở về rồi nói. Dù sao, hắn sẽ tận mắt nhìn thấy vĩnh dạ là cái gì. Cố Kỳ nói. Vĩnh dạ cũng không phải là bóng tối nhìn thấy sau khi chết, mà là cái gì đó cụ thể hơn. Ba người nhẹ giọng thảo luận sôi nổi kinh hỉ nhìn về phía thanh âm truyền ra. Giang Hy Uân tỉnh rồi. Chương 6 dưới nước thế giới, thu hoạch một phần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trải nghiệm và cảm giác vừa rồi, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. Trần Huyền tiến vào thời gian tiết điểm, nhưng nửa giây thời gian xác thực quá ngắn, hắn còn cái gì cũng không có cảm giác được, cũng đã ở đâu nhất cùng chết lặng bên trong đi về phía tiếp theo tử vong. Mà một vòng tử vong lại nối gót tới. Nhưng không sao, hắn có trọn vẹn 50 lần cơ hội tại thói quen đau đớn thời điểm, nhất định sẽ có thứ gì đó bị hắn chú ý tới, tiếp theo giống ghép hình bình thường đem mảnh vụn ghép lại. Đây là chuyện hắn có thể làm được, cũng là chuyện chỉ có hắn có thể đi làm. Trong cơn đau đớn, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được điều gì đó. Đầu tiên là quần áo. Nhà thám hiểm quần áo tự hồ cũng không phải tại quỷ dị trong thế giới nhìn thấy như vậy, mà là càng thêm mỏng manh, càng thêm thiếp thân, càng thêm căng thẳng sau lưng hình như còn có thứ gì đó. Biết được thông tin này, Chen hi -un đã tiêu tốn sự chú ý của mình vào 14 cái chết gắn liền với cơ thể. Mặt khác chính là, quả thật có thứ gì đó đang phát sáng, nhưng bởi vì vĩnh dạ thực chất tồn tại trước mắt hắn, sự tồn tại của vật chất phát sáng hầu như không thể bị mắt thường cảm nhận được. Chỉ có thể biết rằng ánh sáng phát ra từ vật chất phát sáng thực ra rất yếu ớt, hơn nữa vĩnh dạ là thật sự tồn tại, có thể bị ánh sáng vừa phải xuyên thấu. Biết được thông tin này, hao phí 32 lần tử vong. Trong 4 lần chết còn lại, Chen hi -un cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào thứ đang tấn công mình, nhưng tốc độ của thứ đó quá nhanh và Chen hi -un lại đang chứng kiến vĩnh dạ, thực sự không thể nhận ra nó là thứ gì. Ngay cả khi câu đố cuối cùng không tiết lộ kẻ tấn công là ai, những nỗ lực này vẫn đáng giá. Số câu hỏi hiện tại của Trần Huyền, 46, thực ra còn lại 2944, Trần Huyền trở về hiện trường suy luận canh rùa biển chậm rãi mở mắt. Cậu ngồi thẳng người, thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại, nhưng cố kỳ ở bên cạnh Trần Huyền biết, thân thể Trần Huyền đang rung nhẹ nhẹ. Câu chuyện này xảy ra trên biển sao? Đó không phải là một kết luận được rút ra từ hư không. Loại trừ trang phục mà nhà thám hiểm dùng để mê hoặc thiên tuyển giả trong thế giới quỷ dị, Trần Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút, rốt cuộc là quần áo gì mới có thể giống như hắn mặc trong tiết điểm thời gian đáp án chính là Quần áo sử dụng để lặn hoặc là quần áo lặn. Vật đeo trên lưng, tự nhiên chính là bình dưỡng khí. Trần Huyền mặc dù là đang hỏi, nhưng trên thực tế, hắn đã rất chắc chắn nhà thám hiểm muốn nói ra đáp án. Đúng vậy. Quỷ dị thế giới màu xám lam trong đại sảnh, một phần ba bộ phận đột ngột sáng lên, hiện ra một bức sinh cơ bừng bừng biển sâu cảnh tượng. Nhà thám hiểm nhún vai. Không ngờ anh thật sự thành công đây là người Long Quốc sao? Trước khi ta tới, các đồng nghiệp của ta đã bảo ta không nên coi thường các ngươi. Tóm lại, chúc mừng, các ngươi đã suy luận thành công một điểm. Ba người cố kỳ nhau nhau nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Trong phòng phát sóng trực tiếp vui sướng. Ta đi. Ghi điểm. Có anh em nào đang xem truyền hình trực tiếp không? Tình hình ở các quốc gia khác hiện nay thế nào? Trời ạ. À! Trần Huyền vừa mới chết 50 lần. Thoạt nhìn như không có việc gì. Nói Trần Huyền không có việc gì, đề nghị đi xem chính thức vừa mở thiên tuyển giả một người góc nhìn vừa mới nhìn, ống kính của Trần Huyền kia hoàn toàn run rẩy, nói không có việc gì là gạt người phía trước gửi tới tuyến báo. Long Quốc là người đầu tiên đạt được điểm số quốc gia. Chúng ta hiện tại vẫn vàng đứng đầu. Mở xăm banh đi. Trần Huyền tùy ý xem qua màn đạn thấy vậy hiểu ý cười một tiếng. Anh ấy muốn một ly sâm banh để ăn mừng ngay bây giờ. Nhưng lý trí nói với anh ấy rằng anh ấy không thể hạnh phúc quá sớm. Bây giờ số câu hỏi của Chen Hyun đã trở thành 47. Ba người còn lại mỗi người còn có sáu cơ hội đặt câu hỏi. Từng. Bây giờ điều cần suy luận là chính xác những gì sẽ lấp lánh trong nước. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là có nước và sinh vật phù du hay gì đó. Khụ khụ, vừa mới quấy rầy anh thật sự là không có lỗi, tôi xin lỗi anh. Nữ sinh viên cúi đầu rất thấp, lỗ tai đỏ bừng. Thì ra phân tích vừa rồi chỉ là nữ sinh đại học đang tìm cho mình một cái cớ mở miệng mà thôi. Trần Huyền khoát tay, nữ sinh đại học chỉ là nói chuyện ngữ khí không tốt lắm mà thôi, cái này không có gì đáng giá để ở trong lòng. Muốn hỏi từng người một không? người yêu thích triết học nâng kính nữ sinh đại học được trần huyền tha thứ khôi phục tinh thần các ngươi có biết có một loại cá gọi là cá bóng không cá bóng cố kỳ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ huyệt thái dương dường như anh có chút ấn tượng với danh từ này bạn có thể không quen thuộc với cái tên này nhưng ít nhiều bạn nên nhìn thấy loài cá này loài cá này được đặc trưng bởi một chiếc đèn lồng nhỏ mọc trên đầu có thể phát sáng phần thịt nhô ra ánh sáng này là mồi nhữ để bẫy các loại cá khác. Nữ sinh đại học càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, liền hỏi nhà thám hiểm. Thứ phát sáng có phải là cá bóng không? Không phải. Nữ sinh viên nghe được đáp án lại yếu siêu. Lần thứ hai rồi. Rõ ràng hợp lý như vậy mà. Những thứ phát sáng kia có phải là sinh vật thủy sinh không? Người yêu thích triết học ở phía sau thay nữ sinh đại học tiếp cận đáp án chính xác. Đúng vậy. Ít nhất chúng ta cũng biết thứ phát sáng là vật sống. Cố kỳ lại gãi đầu, rơi vào trầm tư. Thứ phát sáng có phải là sứ không? Người yêu triết học hỏi trực tiếp suy đoán của mình. Không phải. Vậy người giết chết ngươi là nhân ngư sao? Phong cách vẽ đi về phía thế giới kỳ ảo. Không. Những người yêu triết học bây giờ chỉ còn lại ba câu hỏi. Xem ra, cho dù thu nhỏ phạm vi xuống biển, độ khó vẫn rất lớn cùng lúc đó đông dương quốc thảo Thâm quân làm sao bây giờ số lượng vấn đề của chúng ta lập tức sẽ cạn kiệt a à. cơm càng mỹ nguyệt tuyệt vọng la to nàng vừa mới nhất thời xúc động đã dùng hết vấn đề cuối cùng của mình hy vọng của đông dương quốc phó giáo sư trẻ tuổi đến từ khoa lịch sử tây đại thảo mừng rỡ vào đầu bức tay hắn đã cố gắng rất lâu nhưng vô luận như thế nào suy luận ra đồ vật cũng chỉ là một ít chi tiết nhỏ không trọng yếu Nhà thám hiểm Đông Dương quốc cười đùi nhìn mấy người Đông Dương vô kế khả thi. Thảo thâm hỷ sự rất tức giận, hắn biết nhà thám hiểm đang cười nhạo bọn họ, nhưng hắn không thể lật bàn đứng lên hoạt động thủ đánh người. Hắn đã từ trong màn đạn biết được thảm trạng mấy ngày tuyển người của quốc gia Kim Cương Châu kia, có tự xưng là thông minh sâu không có khả năng đi theo góp bọn họ. Cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng chỉ có thể tiêu hao điểm vận chuyển quốc gia gia tăng số lần đặt câu hỏi. Lúc này, dưới sự lo âu và áp lực, mấy người được tuyển chọn ở Đông Dương quốc đã mất đi ý chí chiến đấu toàn bộ, đầu óc của bọn họ hoàn toàn bị vây trong trạng thái đình trệ. Bốn người không gom góp được năm vấn đề ở Đông Dương quốc lúc này chỉ có thảo thâm hỷ sử còn đang kiên trì, nhưng suy nghĩ khô kiệt hắn cũng chỉ có thể hai cánh tay chống ở bên cạnh cửa sổ màn đạn, gắt gao nhìn chầm chầm văn tự lăn lộn, chờ mong cư dân mạng có thể cho hắn một ít suy nghĩ. Đột nhiên, một màn đạn thu hút sự chú ý của hắn. Long Quốc đã suy luận ra một chỗ kịch bản điểm, vì toàn thế giới nhanh nhất đồng tử thảo thâm hỷ sử co rút lại một chút, lập tức nhíu mày. Lúc trước thế giới quỷ dị giáng lâm, trận đấu quy tắc quái đàm cũng là tuyển thủ dự thi Long Quốc dẫn đầu kết thúc toàn bộ quá trình dẫn đầu. Long Quốc Rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu cường giả? Bất quá hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, thảo thâm hỷ sử đột nhiên âm hiểm cười cười, hắn nghĩ tới một chủ ý tốt các quốc dân đông dương quốc xin giúp ta một tay ta cần các ngươi trợ giúp chúng tôi có thể giúp gì cho cậu đây thảo thăm quân xin cứ mở miệng cố lên thảo thăm quân quốc gia của chúng ta phải dựa vào ngươi để cứu vớt ta hy vọng có thể nhìn thấy quốc dân long quốc truyền hình trực tiếp mời các ngươi giúp ta tìm hiểu bọn họ là như thế nào thu được manh mối làm ơn đi yên tâm bao ở trên người ta ta có một bằng hữu Long Quốc, ta đi hỏi một chút, lập tức trả lời. Nhìn thấy hồi âm vừa lòng, có đẩy mạnh kính mắt trượt xuống, kính phản xạ ra ánh sáng trắng quỷ dị. Anh cười cười. Có một phần bài thi điểm tối đa đặt ở nơi đó, chép một chút không phải là tốt rồi sao? Dù sao, đây chính là lịch sử tất nhiên. Chương 7 Thẳng thắng đúng không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Số người xem trực tiếp ở Long Quốc đột nhiên tăng vọt. Những thứ như kỹ thuật rất tốt, chú phù hộ cho Chen Hyun, tình yêu đến từ Dragon Country và tôi là cư dân mạng phía bắc của Dragon Country, vừa có việc không xem trực tiếp, có một số điều muốn hỏi ý kiến, loại màn hình này thỉnh thoảng bay qua màn hình. Ban đầu cư dân mạng còn cảm thấy nghi hoặc sâu sắc đối với những ngôn ngữ Long Quốc kỳ quái này, sau đó bọn họ đều hiểu được. Đây là những quốc gia khác người mắt đỏ Long Quốc tiến triển lại đây trọng sư. Vừa rồi đại lục phương bắt cư dân mạng, ta hỏi ngươi, cung đình ngọc dịch rượu bao nhiêu tiền một chén? Tôi không uống loại rượu này nên không biết giá của nó. 180 ly, không đúng. Rõ ràng là 150 chén. Nhà ta liền bán loại rượu này, rõ ràng là 171 ly. Trong màn đạn một trăm mấy ly đầy màn hình, màn đạn màu sắc rực rỡ của tổ công lược Long Quốc vang lên tổ công lực Long Quốc đương nhiên không phải kẻ ngốc, bọn họ tự nhiên biết những màn đạn vùng về ngụy trang người thành Long Quốc này là mang mục đích gì mà tới. Thiên tuyển giả Trần Huyền, chúng ta nhận được rất nhiều yêu cầu chia sẻ tình báo, bọn họ muốn biết ngươi tiến vào thời gian nút thời gian từ đầu đến cuối, xin hỏi ngươi có ủy quyền cho chúng ta công khai hay không? Bởi vì những gì bạn đã trải qua sau khi bước vào nút thời gian rất nguy hiểm, bạn có thể từ chối công khai ý tưởng rằng bạn muốn giúp các quốc gia khác giảm thiểu thiệt hại. Long Quốc công lược tổ sẽ thay ngươi gánh vác hết thảy trách nhiệm. Trần Huyền nhìn màn đạn trước mắt, cảm thán Long Quốc công lược tổ thoại thuật cao minh cùng với sức mạnh vì hắn ra mặt. Mấy màn đạn này, giao cho Trần Huyền năng lực tự do lựa chọn. Các loại Trần Huyền xem không hiểu ngôn ngữ ở trên màn hình nhanh chóng bay múa mà qua, những quốc gia khác người đều gấp ra tiếng mẹ để đến. Trong đó, hắn cũng có thể xem hiểu một số bài phát biểu của Đông Dương quốc cũng sử dụng chữ Hán Long quốc. Tuy rằng còn có một số chỗ không quen biết, bất quá đại ý hẳn là nếu Trần Huyền nguyện ý công khai, Đông Dương quốc hứa hẹn sau này trong trò chơi thế giới quỷ dị ủng hộ Long quốc vô điều kiện, trở thành đồng minh, cùng hưởng tất cả tin tức. Chắc hẳn các quốc gia khác cũng nói như vậy. Trần Huyền gãi đầu, rõ ràng 20 phút trước, hắn còn là một cái ít người biết vô danh tiểu tốt, duy nhất một điểm danh khí vẫn là làm cả sống Trinh Thám tiểu thuyết viết tay bêu danh. Nhưng bất tri bất giác hắn đã trở thành nhân vật trung tâm trong lòng quốc thiên tuyển giả. Dựa vào cái gì nói cho bọn họ biết? Đây là trần huyền của quốc gia chúng ta tự mình suy luận ra. Đúng vậy. Các cậu có biết trần huyền chúng ta đã trải qua những gì không? Trần huyền yên tâm. Không nói cho bọn họ. Chúng tôi ủng hộ cậu. Trong phòng truyền hình trực tiếp, màn đạn phản đối công khai càng lúc càng nhiều, giống như một làn sóng bao phủ mấy màn đạn tiếng nước ngoài vốn xem không hiểu đến mức không thể thấy được. Ừ, ta quả thật rất muốn công bố, nhưng tổ công lực Long Quốc nói rất đúng. Vì an toàn của các ngươi, không nói cho các ngươi biết thì tốt hơn. Phòng truyền hình trực tiếp vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Trần Huyền cười lắc đầu. Khán giả đã hiểu lầm anh ta. Hắn không phải keo kiệt cũng không phải bởi vì không quen nhìn hành vi đến đòi công lược của các quốc gia khác, lý do hắn cự tuyệt đúng là vì lo lắng cho an toàn của tuyển thủ dự thi của các quốc gia khác. Trần Huyền có thể trải qua 30 lần tử vong còn ảnh hưởng không lớn, quả thật có nguyên nhân tinh thần kiên định của bản thân hắn. Nhưng công thần chủ yếu vẫn là thiên phú của Trần Huyền. Thiên tuyển giả Trần Huyền vì tiến vào thời gian tiết điểm người thứ nhất, kích phát thiên phú ẩn giấu từ điều. Nghịch ngợm Tiểu tử ngươi dầu muối không vào thập phần nghịch ngợm, đến từ quỷ dị thế giới hết thảy tiêu cực hiệu quả giảm 90% ngay tại thời điểm phòng truyền hình một mảnh trầm trồ khen ngợi, một tin tức lễ vật đột ngột xông vào. Cảm ơn người dùng 9489379 phát ra tiết tấu phong bì màu đỏ mưa ở đối kháng quỷ dị trong chiến tranh, chúng ta cần tuyệt đối thẳng thắng. Thật không công bằng. Trong cuộc chiến chống lại quỷ dị, chúng ta cần sự cởi mở tuyệt đối. Thật không công bằng. Trong cuộc chiến chống lại quỷ dị, chúng ta cần sự cởi mở tuyệt đối. Khụ khụ, trượt tay sai rồi thật không công bằng. trong cuộc chiến chống lại quỷ dị, chúng ta cần sự cởi mở tuyệt đối. trượt tay một không sao, các ngươi có thể phục chế. có tiện nghi không chiếm vương bát đảng mà. các ngươi đã yêu cầu ta thẳng thắng, ta đây cũng không có gì phải giấu giếm. ta có thể ủy quyền cho tổ công lược báo tin tức cho các ngươi, vậy quyết định như vậy, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tổ công lực Long Quốc Nhật nhạt trả lời một tin nhắn trên màn đạn, sau đó bắt đầu bắn các loại công lực ngôn ngữ trên màn đạn. Trên màn đạn nhất thời tràn ngập thanh âm mất hứng. Trần Huyền ngược lại cảm thấy không có gì. Nếu họ muốn, Trần Huyền đương nhiên có thể thẳng thắng, nhưng... Các quốc gia khác có bản lĩnh khôi phục thành công của cậu hay không? Thì đó không phải là việc cậu phải suy nghĩ. Đúng rồi, còn có một việc, không biết tổ công lược có nghe không? trần huyền nói như vô tình hiện tại lời nói của trần huyền có rất nhiều người nguyện ý nghe hắn vừa mở miệng liền đạt tới tác dụng thanh bình các ngươi có muốn cùng laika chính phủ nói chuyện hay không a à? hiện tại hình thức bắn này tuy rằng bắt mắt nhưng là cũng quá cá nhân ta cảm giác a à? ở trước mặt người ngoài có chút mất mặt cỏ một loại cây còn tưởng rằng hàng này muốn nói cái gì đây nhưng cậu đừng nói Tớ thực sự cảm thấy hơi khó chịu sau khi cậu ấy nói xong. Ta là Laika lập trình viên, huyền thần ngươi biết ngươi một câu này nói ra sau lượng công việc của ta sao? Thỉnh thoảng nói đùa có thể thanh tỉnh đầu óc một chút. Hơn nữa Trần Huyền đối với hiệu quả phát sóng trực tiếp như vậy rất hài lòng. Bước tiếp theo là quảng bá cuốn sách mới của anh ấy khi sắp kết thúc. Đúng vậy, anh ấy thực sự là một kế hoạch thông minh. Được rồi, chúng ta tiếp tục suy luận đi. Đồng Dương Quốc Thảo Thâm hỷ sử nhận được tin tình báo từ Long Quốc, trong mắt lóe ra quan mang. Thì ra là thế. Có thể thông qua nhiều lần tiến vào thời gian tiết điểm tích lũy thời gian dài sao? Thật sự là ý tưởng của thiên tài. Thảo Thâm hỷ sử lộ vẻ vui mừng. Nhớ thay ta cảm ơn trận quân Long Quốc. À, ngoài ra không cần làm gì khác. Dù sao hắn chỉ làm những gì hắn vốn nên làm, chúng ta không nợ hắn cái gì thảo thâm hỷ sử rất tự tin hắn biết mình hoàn toàn có điều kiện phục khắc thành công long quốc hắn dựa vào là thiên phú của hắn thiên phú của thảo thâm hỷ sử là cấp ss nhưng trải qua lễ rửa tội quy tắc quái đàm hắn biết thiên phú cấp sss mới là thiên phú đẳng cấp cao nhất trong thế giới quỷ dị tài năng của hắn gọi là phụ họa phụ họa mỗi câu hỏi nhận được câu trả lời có ở chỗ người nấu canh có thể nhận được thêm một câu hỏi nếu người nấu canh liên tục trả lời có, số câu hỏi nhận được thêm sẽ dần dần tăng lên, số lần mỗi lần tăng cố định là một, số câu hỏi nhận được thêm sau một lần đặt câu hỏi không thể vượt quá năm. Dưới sự vận hành cố ý của hắn, hiện tại số vấn đề bổ sung trong lịch sử thảo thâm hỷ đã đạt tới 78 vấn đề. Phương pháp công lực này rất phù hợp với thiên phú của ta, quả thực là ni đóng giày cho ta. Nói không chừng, cho dù không có lòng quốc trần quân, ta cũng có thể tự mình hiểu thấu quy tắc này. Thảo thâm hỷ sử ngôn luận ở trên màn đạn đưa tới một ít bất mãn, nhưng hắn cũng không có để ý. Cô Explorer, tôi xin vào nút thời gian 1, 78 lần. Chương 8 Hưng sư vấn tội Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tình huống không giống với Long Quốc, Thảo thâm hỷ sử là hạt tâm tuyệt đối trong thiên tuyển giả của Đông Dương Quốc. Sau khi Thảo thâm hỷ sử tiến vào tiết điểm thời gian, tiến độ công lực hoàn toàn dừng lại. Cơm khô Mỹ Nguyệt cùng còn lại hai cái thiên tuyển giả hoàn toàn chỉ là thảo thâm hỷ sự vấn đề kho hàng, bọn họ thậm chí không dám đi xem Đông Dương quốc màn đạn. Bởi vì họ biết rằng họ không nhận được gì ngoài những lời buộc tội họ về sự bất lực và những lời lăng mạ vô tận. Phanh Tiếng động thật lớn làm cơm càng Mỹ Nguyệt giật mình, mất vài giây cô mới nhận ra nguồn gốc của âm thanh. Tuy rằng ý thức tiến vào tiết điểm thời gian, nhưng thân thể thảo thâm hỷ sử đang bất an co rúm, giống như gặp ác mộng. Tiếng vang vừa rồi, chính là bởi vì biên độ co rút của thảo thâm hỷ sử quá lớn, khiến hắn từ trên ghế ngã xuống. Trong số những người ở đây, cơm khô mỹ nguyệt cùng thảo thâm hỷ sử giao lưu nhiều nhất, vì thế hai người khác đương nhiên sai khiến cơm khô mỹ nguyệt đi xem xét thảo thâm hỷ sử tình huống. Cơm càng mỹ nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đem thảo thâm hỷ sử từ trên mặt đất nâng lên, trong lúc đó không thể tránh khỏi thấy được màn hình trên bàn trước mặt Thảo Thâm hỷ sử. Chuyện gì đã xảy ra với cô gái hèn nhát đó? Thật kỳ cục phải không? Quả thật, làm sao có thể ném cỏ thâm quân xuống đất được? Có biết hắn mới là hy vọng của Đông Dương quốc chúng ta hay không? Phải có lòng cung kính đối đãi thật tốt mới được. Người phụ nữ chết tiệt. Ra đây tao sẽ giết mày. Anh không xứng đáng là người được chọn. Người không vâng lời, không cần thiết phải tồn tại. Cơm khô mỹ nguyệt bởi vì ác ngôn ác ngữ trên màn đạn, nước mắt đảo quanh vành mắt. Cô chưa bao giờ biết 39 giây thì ra lại dài như vậy. Thảo thâm quân. Hoa hoa. Thảo thâm hỷ sử từ thời điểm nút bên trong tỉnh lại, hắn liều mạng hô hấp, giống một cái bờ sau khi sắp chết cá. Thảo thâm quân. Cơm càng mỹ nguyệt vội vàng giúp hắn thuận khí, nhưng hiệu quả không tốt. Biển sâu biển sâu là biển sâu sao tiểu thư nhà thám hiểm là biển sâu sao cơm càng mỹ nguyệt giống như bắt được cộng rơm cứu mạng vội vàng hỏi cảnh cáo màu đỏ xuất hiện trước mắt mỗi thiên tuyển giả đông dương quốc hiện tại số lượng câu hỏi của ứng cử viên bầu cử đã hết có sử dụng số lượng câu hỏi mua điểm vận chuyển quốc gia không phản điền quân ngươi mau hỏi a à, mau hỏi a à. khụ khụ địa điểm phát sinh câu chuyện là ở trong biển sâu sao? Đúng vậy. Người nấu canh ở Đông Dương Quốc là một người phụ nữ, cô ta tao nhã gật đầu, lập tức vẫy tay với bức tường gần thảo thâm hỷ sử nhất trong đại sảnh. Theo đèn xanh sáng lên, phiến mặt tường kia từ bức tường màu xám lam đột ngột chuyển biến thành cảnh tượng biển sâu. Thảo thâm hỷ sử theo bản năng liếc mắt một cái. Tương. Ừ. Nôn. Dục vọng nôn mửa mãnh liệt khiến dạ dày của hắn phiên gian đảo hải theo sau khi hít thở kịch liệt đạt được không khí lạnh lẽo trùng kích đến xương cổ họng kích thích, vật nôn mửa rốt cục trút xuống mà ra, toàn bộ khuynh đảo đến biểu hiện màn đạn trên mặt bàn. Thảo thâm hỷ sử quân Thảo thâm hỷ sử quân Hiện tại nôn mửa đã tiến vào khí quản của ngươi, xin đừng thở nữa. a à. a à. Làm ơn đừng thở nữa. Quỷ gì thế giới truyền triệu thiên tuyển giả thời gian chính là tại Long Quốc buổi sáng, mà khoảng cách Long Quốc rất gần Đông Dương Quốc, chỗ ở thời gian cũng đồng dạng là buổi sáng. Sushi cùng với thịt cá sống ăn điểm tâm của Thảo Thâm Hỷ Sử còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, ở giữa nôn mửa còn mơ hồ có thể nhận ra. Cô Yplorer quạt cái mùi lạ quanh cánh mũi và đâm chiêu nhìn đống nôn mửa trên mặt bàn. Lập tức, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như cái này văn minh là ở trong biển bị phát hiện, vậy ta ngược lại là có một chút liên tưởng cái này văn minh có thể hay không chính là trong truyền thuyết Atlantis đâu. Có khả năng này. Vậy ta tới hỏi một chút. Nền văn minh mà anh tìm thấy có phải là Atlantis không? Nhà thám hiểm đang nhàm chán uống trà mình biến ra, nghe vậy. Chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ không liên quan, đèn vàng theo đó sáng lên. Giống như nhà thám hiểm, Chen Hi-un cũng khá nhàm chán, số câu hỏi của anh ta đã biến thành số âm để tránh mọi khả năng để lộ tài năng của mình, Chen hi -un không có ý định tiếp tục đặt câu hỏi, vì vậy anh ta tạm thời giao công việc thúc đẩy cho ba người khác. Ngay tại thời điểm ánh mắt của hắn tùy ý nhìn loạn, một màn đạn khiến cho hắn chú ý. Huyền thân Nhìn màn đạn kia Nhìn màn bom kia Anh ấy đã nhìn thấy Thành công rồi Trần Huyền xoa xoa mi tâm, hướng về phía màn đạn hỏi Làm sao vậy? đã xảy ra chuyện gì? Ba thiên tuyển giả khác, cũng bị Trần Huyền lẩm bẩm hấp dẫn lực chú ý, tạm thời dừng thảo luận. Trong lúc nhất thời, có vài màn đạn dài bằng tiếng Đông Dương và tiếng Long Quốc. Cùng nhau xuất hiện, Trần Huyền nhìn hoa cả mắt. Trần Huyền cẩn thận nhìn thật lâu, mới rốt cục từ trong màn đạn nhiệt tình của người xem Long Quốc chấp vá ra sự tình từ đầu đến cuối. Đông Dương Quốc một cái gọi là thảo thâm hỷ sử thiên tuyển giả bởi vì hắn truyền ra ngoài quy tắc, Lựa chọn phục khắc hắn công lực phương pháp, vừa mới từ thời gian tiết điểm bên trong đi ra. Sau khi đi ra thảo thăm hỷ sử quả thật vì Đông Dương Quốc đoạt được một phần, nhưng bản thân đã xảy ra phản ứng ứng phó kịch liệt, tình huống hiện tại rất không tốt. Thiên tuyển giả Trần Huyền, ngươi nên cho Đông Dương Quốc chúng ta một lời giải thích. Chẳng phải Long Quốc các ngươi cùng toàn thế giới đứng chung một mặt trận chống lại quỷ gì sao? Tại sao phải hại thiên tuyển giả của Đông Dương Quốc chúng ta? nhìn từng lời tố cáo này trần huyền hiểu được thì ra những người đông dương này là tới hưng sư vấn tội ta hẳn là đã sớm nhắc nhở các ngươi mới đúng ta thăm dò ra cái này quy tắc vốn chính là một cái nhỏ đến không cần thiết để ý điểm cho dù không nói ra ở phần lớn thời gian đối với quốc gia khác công lược cũng sẽ không có trợ giúp gì ngay cả khi tôi không đồng ý công khai quy tắc này ngay từ đầu để bảo vệ sự an toàn của các cử tri bầu cử ở các quốc gia khác các ngươi không phải là đã quên chính mình tại mấy phút trước, bức bách ta công khai quy tắc sắc mặt đi. Nhưng sau đó màn đạn của người Đông Dương không còn xuất hiện nữa. Không sao chứ? Cố kỳ ân cần hỏi. Không có việc gì, đẩy các cậu. Trần Huyền vỗ vỗ bả vai cố kỳ, ý bảo cậu tiếp tục làm chuyện của mình. Thật sự rất thần kỳ, lúc canh rùa biển vừa mới bắt đầu, cố kỳ còn tràn ngập địch ý với Trần Huyền, nhưng sau khi trải qua đủ loại hiện tại, bọn họ tự hồ trở thành chiến hữu chân chính. Ngay khi Trần Huyền cho rằng sự tình kết thúc, màn đạn ngũ sắc sặc sở quen thuộc trong phòng truyền hình trực tiếp lại xuất hiện. Là thông cáo chính thức của Tổ công lực Long Quốc. Vừa mới từ Đông Dương Quốc truyền đến tin tức, Đông Dương Quốc thiên tuyển giả thảo thăm hỷ sử vừa mới bởi vì nôn mửa vật tiến vào khí quản, vả lại sự việc lúc bị vây quỷ dị trong không gian không có cứu trợ điều kiện, hít thở không thông mà chết về việc này Long Quốc công lực tổ thay mặt long quốc thiên tuyển giả bày tỏ chia buồn nhưng nếu có bất luận cái gì đông dương quốc dân lấy lý do này cản trở nước ta rùa canh công lược chúng ta đem lập tức tiến hành phong hào cấm ngôn xử lý nếu có hành động quá đáng khác nước ta cũng sẽ áp dụng biện pháp tương ứng ngay lập tức quốc nạn hiện nay hy vọng quốc dân các nước trên thế giới đều có thể giữ tốt bổn phận không nói trước phòng truyền hình long quốc trực tiếp nổ tung tôi sẽ đi bá đạo tôi tự hào trời ạ à trực tiếp chết. Nhìn như vậy, Trần Huyền thật sự rất lợi hại a. À? Huyền thần sau này cũng phải chú ý an toàn. Đừng quá bốc đồng. Đúng vậy, Huyền thần. Hãy chú ý đến cơ thể. Trần Huyền âm thầm gật đầu. Cái chết của Thảo Thâm hỷ sử quả thật cũng gõ chuông cảnh báo cho hắn. Ừm. Mối quan hệ giữa sinh vật tấn công anh và nền văn minh anh tìm thấy có quan trọng không? Cố Kỳ đột nhiên lên tiếng dọa Trần Huyền đang tự hỏi nhảy dựng. "Khá lắm, ta bảo ngươi đẩy tiếp ngươi liền đẩy tiếp, không ngờ đại sự như vậy ngươi tuyệt không thấy a." À. "Rất quan trọng." Nghe vậy, Trần Huyền có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Kỳ vẻ mặt kinh hỉ. "Hảo tiểu tử, thật đúng là cho ngươi đào được bảo bối a." À. Chương 9. Thái quá suy luận, lại đoạt một phần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio có phải những sinh vật tấn công bạn là những người bảo vệ nền văn minh của bạn cố kỳ rèn sắt khi còn nóng tiếp tục hỏi cách nói này cũng không chính xác nhà thám hiểm lắc đầu sinh vật đó là đợi lát nữa đừng vội hỏi triết học người yêu thích ngăn cản nữ sinh đại học hắn hiện tại vấn đề chỉ còn lại có ba cái đã không thể tùy tiện mở miệng nghiệm chứng ý nghĩ của mình hắn không hy vọng nữ sinh đại học tâm tư linh hoạt cũng bị hạn chế giống như hắn chúng ta trước sửa sang lại tình huống hiện tại một chút đầu tiên câu hỏi mà tôi đã hỏi các nhà thám hiểm có phải những người không phải là con người được mô tả trong chữ tượng hình đã nhận được câu trả lời có hay không và chúng tôi không hiểu câu trả lời đó có nghĩa là gì nữ sinh đại học như có điều suy nghĩ cố gắng nhớ lại đúng vậy tôi đã nói rồi vấn đề cơ bản trả lời có hay không kỳ thật đều nên trả lời có hay không bởi vì câu trả lời này nói rõ trong vấn đề có kết luận chính xác cũng có kết luận sai lầm không người yêu thích triết học nhíu mày trong mắt lại lóe ra tinh quang đúng cũng không phải dựa theo lẽ thường cảm giác hẳn là một cái trung tính từ trung tính từ làm sao có thể chỉ có phủ định ý nghĩa cho nên trả lời đúng cũng không phải vấn đề cũng có một mặt đúng đó là khi những gì câu hỏi nói là không toàn diện nữ sinh đại học cái hiểu cái không gật đầu Ừ. suy luận theo suy nghĩ của cậu nghĩa là inhuman được mô tả trong chữ tượng hình điều đó là đúng những thứ được miêu tả trong chữ tượng hình bao gồm cả phi nhân loại nhưng không chỉ có phi nhân loại cố kỳ giành đáp trước nói cách khác chữ tượng hình miêu tả hoạt động của con người và một sinh vật phi nhân loại nào đó đúng không đúng vậy người yêu triết học gật đầu và không có gì hạnh phúc hơn là lý luận của mình được xác định bởi những người khác nhưng chứng minh trên tấm bia đá có sinh vật phi nhân loại thì sao nữ sinh đại học không hiểu lắm vạn nhất trên đó chỉ đơn thuần viết một số người trong nền văn minh kia bắt cá tôm nhỏ để ăn vậy không phải là vô nghĩa sao tiểu cô nương đừng nghĩ quá lệch lạc thanh âm cà lơ phất phơ của trần huyền truyền đến thầy trần người yêu thích triết học ánh mắt sáng lên thầy định cùng chúng tôi thảo luận sao không cần nghỉ ngơi một chút sao? Yên tâm, sức khỏe tôi rất tốt. Trần Huyền khoát tay. Loại trò chơi suy luận logic này, tất cả manh mối đều phục vụ cho cốt lõi sự kiện. Đừng vì manh mối rất khó đi vào dây xích logic mà vứt nó đi. Cái này giống như sửa chữa máy móc vậy, nếu lắp xong phát hiện có thêm hai bánh răng, cậu sẽ cảm thấy hai bánh răng kia là từ máy móc khác trà trộn vào sao? Cậu nhất định phải mở ra lắp lại một lần chứ? Ai nha? Cố kỳ ra vẻ kinh ngạc. Còn tưởng rằng đầu óc của cậu nhiều năm như vậy không dùng qua, đã rỉ sét rồi. Đây là mới vừa lắp hai bánh răng kia vào. Được rồi, được rồi, biết ngươi rất nhiều năm trước chính là ta phan, loại thời điểm này ta cũng đừng khoe khoang. Trần Huyền không cam lòng yếu thế oán hận trở về. Cố kỳ á khẩu không trả lời được. Hắn vô luận nói cái gì, Trần Huyền chỉ cần vừa nói mình là fan của hắn, hắn tự nhiên liền thấp một cái đầu. Chỉ nghe một chút ngươi muốn nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Hiện tại ta nói trên bia đá phi nhân loại sinh vật chính là tập kích nhà thám hiểm sinh vật ngươi có dị nghị sao? À! Không, không có. Tuy rằng nữ sinh đại học bây giờ vẫn cảm thấy như vậy quá mức võ đoán, nhưng nàng không dám nói ra. Trần Huyền nhàn nhã nằm về phía sau, ngón tay chỉ vào kỳ. Phần tử trí thức các ngươi chính là nét mực. Trước tiên quên tấm bia đá, ta hỏi ngươi, phần mộ tổ tiên nhà ngươi đào ra một tấm bia, mặt trên viết lão tổ tông ngươi cùng một con hồ tiên, phía dưới văn bia mơ hồ không rõ. Ngươi đoán xem hồ tiên này cùng lão tổ tông ngươi có quan hệ gì? Cố Kỳ nổi giận. Cậu, phần mộ tổ tiên nhà cậu mới bị đào lên. Hơn nữa cậu là đồ phong kiến cặn bã cậu ta căn bản không thể so sánh à, bối cảnh của cậu ta không giống nhau. bệnh nghề nghiệp của cố kỳ cũng xuất hiện, lãi nhảy không ngừng. trần huyền vội vàng che miệng cố kỳ lại, hướng về phía hai thiên tuyển giả khác nói. mặc kệ hắn, hai người nói đi. Ừm. thư sinh nghèo túng và tiểu hồ tiên nữ sinh viên lắp bắp đáp. là chuyện tình yêu sao? trần huyền đỡ trán có rảnh đến xem sách của ta tẩy rửa đầu óc, do ta chủ bút sách mới đem tại tháng sau ngày 7 bắt đầu. Người yêu thích triết học cắt ngang Trần Huyền. Nếu như là khắc ở trên bia, rất có thể là muốn chúng ta những hậu nhân này khắc ghi A. À. à đương nhiên, ta cũng không tin những mê tín phong kiến này, chỉ là thảo luận dưới tình huống ngài dự đoán mà thôi. Trẻ nhỏ dễ dậy. Trần Huyền mỉm cười, tán thưởng gật đầu. Hơn nữa ham muốn sống rất mạnh không tệ không tệ cố kỳ cũng nhận được gợi ý từ câu trả lời của người yêu thích triết học im lặng suy nghĩ cho nên ý của ngài là người yêu thích triết học cũng lần nữa tiêu hóa một lần lời nói của mình suy nghĩ dần dần thông hiểu đạo lý trần huyền không nói chỉ là cười hướng triết học người yêu thích sau một cái mời thủ thế thở một hơi thật sâu người yêu thích triết học chậm rãi mở miệng hiện tại hắn còn ba câu hỏi sinh vật tấn công ngươi là bị ngươi phát hiện văn minh mới coi như thần thánh đến tín ngưỡng. Hoặc là sùng bái sao? Bốp. 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 Người đặt câu hỏi là người yêu thích triết học, người thám hiểm lại nhìn về phía Trần Huyền, vỗ vỗ tay. Phương thức suy luận của các ngươi cũng không khỏi quá mức nổi bật. Ai, thật không cam lòng. Vậy thì sao, người yêu triết học lo lắng hỏi. Đúng vậy, các ngươi nói không sai bức tường ở giữa đột nhiên sáng lên một tấm bia đá khổng lồ đứng thẳng phía sau ghế nhà thám hiểm độ cao mức độ phức tạp tinh xảo của ký hiệu tượng hình cùng với cảm giác áp bách khó hiểu sẽ khiến tất cả những người nhìn thấy nó thán phục không thôi mà nhà thám hiểm bao phủ dưới bóng ma tấm bia đá lại càng được tôn lên có thêm một chút sắc thái thần bí thành công rồi long quốc đoạt thêm một điểm giữ vững vị trí thứ nhất màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp lại tăng nhiều. Ta đi. Slimer, ta vừa rồi đi về đúc xe rồi. Màn hình ở giữa là cái gì đồ chơi à? Sao cậu lại đi vệ sinh vào thời điểm máu chốt chứ? Bạn không bao giờ biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Không có việc gì huynh đệ. Chuyện trọng đại như vậy khẳng định có ghi hình không được. Bây giờ tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Có người tốt bụng nào nói cho tôi biết không? Phía trước, ta nói cho ngươi biết nhận chuẩn màn đạn đỉnh màu vàng được rồi cảm ơn đầu tiên phần mộ tổ tiên của bạn đào ra một tấm bia phần mộ tổ tiên của anh mới bị người ta đào lên vì vậy trò chơi canh rùa biển vĩnh dạ đã ra đời chương 10 lão lục chú ý kỳ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét